Thành công nối tiếp thành công, Trấn Thành giàu tới mức độ nào? Làm 3 phim doanh thu khủng cả 3. Sống trong căn hộ 20 tỷ như khách sạn, đi xe 7 tỷ, bị đồn tài sản đã lên ngàn tỷ. Mà nói thiệt nha, đó giờ chưa thấy diễn viên nào mà tài sản 1.000 tỷ mà diễn không cần cắt hay đơ vậy luôn. Cắt xe sự kiện trên trời, mỗi show 130 triệu, đóng quảng cáo gấp 5 lần lên. 12 năm trước đã nộp thuế 1,9 tỷ thì giờ phải cỡ nào rồi? Trấn Thành đang là một trong những ngôi sao thành công nhất trong Vbiz, làm đâu là thành công ở đó, vậy nên khối tài sản của anh đã lên tới những con số khủng tới mức khó tin. Trấn Thành là một đại gia ngầm trong Vbiz, thuộc top những ngôi sao đắt show và thành công nhất hiện nay dù anh không mấy khi khoe khối tài sản khủng của mình. Đáng chú ý trong vài năm trở lại đây là việc anh lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim và liên tục thành công với 3 phim liên tiếp. Hiện, Trấn Thành là đạo diễn đầu tiên của Việt Nam có tổng doanh thu gần 1.400 tỷ đồng với chỉ 3 tác phẩm. Thông tin trên Tiền Phong cho hay, sau khi ăn chia với nhà rạp, trừ một số khoản phí như phí phát hành, kinh phí làm phim, Trấn Thành bỏ túi khoảng hơn 450 tỷ đồng từ 3 tác phẩm đạt doanh thu siêu khủng này. Không chỉ có nguồn thu khổng lồ từ điện ảnh, dường như một năm chỉ làm một phim là đủ sống khỏe, Trấn Thành còn là sao hạng A được săn đón khắp nơi với mức cát xê cao chót vót. Anh được biết đến với danh xưng bảo chứng rating cho các game show ăn khách, thế nên mức cát xê luôn thuộc hàng top. Từng có một nhà sản xuất tiết lộ chi phí để mời Trấn Thành tham gia một chương trình là khoảng 130 triệu đồng chưa tính phụ phí đi lại, ăn ở. Còn với các hợp đồng quay quảng cáo thì Trấn Thành cũng công khai luôn là mình nhận được khoảng từ 20 đến 30 ngàn đô, tương đương khoảng từ 500 đến 700 triệu. Bên cạnh nghệ thuật, Trấn Thành cũng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, anh mở nhà hàng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Với năng khiếu thiên bẩm trong nhiều lĩnh vực, có thể nói Trấn Thành nhúng tay vào làm gì là đều tạo nên thành tựu lớn. Với thu nhập siêu tốt như vậy, vợ chồng Trấn Thành Harry Won đang sống trong một căn hộ siêu sang thiết kế hệt như khách sạn 5 sao có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Không gian bên trong căn hộ của cặp đôi cũng được bày trí hiện đại, sử dụng nội thất đắt tiền, thông minh. Nam MC còn mạnh tay chi thêm 5 tỷ để thiết kế nội thất theo ý thích. Ngoài ra, Trấn Thành còn sở hữu bộ sưu tập với hơn 600 lọ nước hoa đến từ các thương hiệu nổi tiếng của thế giới, ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sưu tầm nước hoa là sở thích đã được nam đạo diễn này duy trì từ lâu và tới nay vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra, nam MC còn mê những mẫu đồng hồ nạm kim cương sang chảnh, anh cũng sở hữu một chiếc có giá tới 1,3 tỷ đồng. Ghim cài áo cũng là món phụ kiện được Trấn Thành ưa thích, anh không ngại chi hàng trăm triệu để mang về 14 chiếc ghim cài hàng hiệu siêu sang. Và đương nhiên, Trấn Thành cũng mê cả xế hộp và là tay chơi xe sang rất có gu. Những năm đầu sự nghiệp, Trấn Thành chỉ đi xe hơn 1 tỷ. Sau đó cứ vài năm lại tậu thêm một chiếc nữa đắt hơn. Hiện tại anh đang dùng một chiếc có giá 7 tỷ đồng. Trong một đoạn clip, có một diễn viên đã cố tình tiết lộ chuyện Trấn Thành đang sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ. Nghe thì có vẻ lớn nhưng số tiền này với sự nghiệp và danh tiếng Trấn Thành hiện nay thì cũng không ảo chút nào đâu. Tuy rằng anh chưa bao giờ chứng thực thông tin này. Chia sẻ về tài sản của mình, Trấn Thành cho biết mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho ba mẹ. Cũng theo một trang tin đưa năm 2012, số tiền thuế mà Trấn Thành nộp năm đó đã là khoảng 1,9 tỷ đồng rồi. 12 năm đã qua, số tiền ấy chắc chắn đã tăng lên rất nhiều lần, chứng minh thu nhập và tài sản của Trấn Thành cũng tăng lên không ngừng theo thời gian. Gọi tài tử này là đại gia ngàn tỷ của Vbiz cũng nào có sai.